Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cả chúng em lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa nha. Và lô ngày hôm nay là có 8 con máy cưa xích, là toàn là hàng sưu tầm cho anh em luôn. Con nào cũng cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp nha. Hôm nay có cả Estin này, 023 và Humana 141. Rất là nhiều anh em săn lùng với hai cái dòng này đây. Và khi mà trước khi vào chi tiết từng cây máy một thì em sẽ nói rõ hình thức đặt hàng của bên em nha, giới thiệu hình thức đặt hàng của bên em. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc cạch gì trước đấy, nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm. Và trong video này thì em sẽ có báo giá chi tiết cho anh em từng con máy một này và có test nổ cho anh em đó, và nói rõ thông số kỹ thuật ra làm sao. Còn nếu mà anh em nào mà chưa biết cách sử dụng của cây máy nha, chưa biết cách sử dụng của cây máy thì anh em đặt hàng của bên em, hàng tới tay anh em rồi thì anh em hãy gọi video ở bên Zalo cho cả hàng chúng em để em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách giật nổ cũng như là sử dụng của cây máy. Nếu mà anh em nào mà không có sử dụng Zalo ấy ạ, thì anh em có thể nhờ cái người giao hàng đến nhà cho anh em, là nhờ vui lòng kết nối Zalo cho cửa hàng chúng em, thì em sẽ gọi video và em sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách sử dụng của cây máy nha. Số điện thoại mà anh em tìm kiếm ở trên Zalo ấy ạ, thì anh em cứ ghi số điện thoại 0354392929, số đó thì em có sử dụng Zalo luôn đấy, và số này thì để đặt hàng được luôn anh em nha. Và trong lô ngày hôm nay là lô đánh dấu, em đánh dấu ký tự là lô chữ D1 này, và báo giá đây, cái tờ giấy mà em dán phần tay cầm của cây máy đây. Đây là giá thành của cây máy nha. Giá này thì đã bao gồm cho anh em đầy đủ phí vận chuyển rồi. Và tặng kèm 3 món phụ kiện cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy, ví dụ là anh em ưng một trong 8 con này, em đánh dấu D1 này, D2 này cho tới D8. Đấy, anh em ưng con nào thì chỉ cần báo cho em là anh muốn chốt con D1 chẳng hạn, hoặc là chốt con D2 chẳng hạn, thì em biết để em đóng hàng đi cho anh em nha. Chứ nếu mà anh em đọc cái, tại vì thương hiệu máy thì anh em rất là khó đúng không? Đấy, nhiều anh em không biết cái thương hiệu máy thì nó rất khó để đặt hàng, thì anh chỉ cần đọc cái mã này cho em là được nha. Rồi, anh em hiểu qua về cái hình thức đặt hàng của bên em chưa? Bên em thì không cần cọc trước. Anh em nào chưa biết sử dụng thì hàng tới hay gọi video cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Đầu tiên là con D1 của con máy cưa Echo Curit. Rồi, bắt quần này ra. Đấy, Echo Curit, con này là Echo Curit 302 nha. Con này thì phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình hoặc là làm vườn làm rẫy, cầm một chiếc máy cưa xích hàng Nhật bãi đó, sử dụng bền bỉ, phụ tùng thay thế dễ dàng và nhiều người sử dụng, thì đây là con này đây nha. Đấy, lam của nó là lam Latin luôn nha, lam 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30, sử dụng xích mini, lam là lam đầu Latin luôn này anh em, em thấy không? Đấy, cái phần ốp lam này à, cái ốp lam nguyên zin của nó đây nha, cái ốp lam nguyên zin của nó đây nha. Đây, lam là ốp lam nguyên zin của nó đây. Nhưng mà cái ốp lam nguyên zin khi em lấy hàng về thì nó bị bể một tí ở đây thôi. Nói chung ấy thì nó không có ảnh hưởng gì cả nếu mà vẫn sử dụng cái ốp lam này, nhưng mà hình thức nó chỉ xấu đi thôi, xấu đi thôi, nên là nhiều anh em lại kiểu cứ thấy bể bể, không thích đặt hàng, nên là em đã thay cho anh em cái ốp lam này vào rồi, thay cái ốp lam này vào rồi nha. Đó, thay cái ốp lam này, nhưng mà ốp lam này thì không bể vỡ gì cả, nó bị chóc một tí xíu thôi. Đấy, thì em khi anh em lấy con D1 này thì em sẽ theo kèm cho anh em cái ốp lam này vào nữa, là ý là anh em lấy con D1 sẽ được hai cái ốp lam, là một cái ốp lam này và một cái ốp lam nguyên zin của nó, để về cho anh em nào mà sử dụng nha. Đấy, còn con này cái bể này thì không có ảnh hưởng gì đâu anh em. Đấy, quan trọng là đây, con này hai ốc chân lam vẫn trực tiếp vào khóa 10 này. Đấy, con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại, theo kèm hai ốp lam cho anh em. Rồi, rất test nổ cho anh em nghe qua nha. Riêng về cái con máy D1 này là cái bộ lam xích của nó, nếu mà để tháo ra bán lẻ rời nhá, thì cái bộ lam xích này của nó thì nó phải tầm 600 ngàn một bộ đấy ạ. Bởi vì cái lam này là lam thép, lam Latin, lam xịn luôn nha anh em nhá. Lam chữ Echo còn nguyên này, lam nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Đầu Latin thì còn cực kỳ đẹp luôn anh em, nhìn thấy không? Đầu Latin thì còn quá VIP luôn anh em. Rồi, con này 1.6 triệu cho con D1, theo kèm cho anh em một ốp lam này nữa, ốp lam nguyên zin của nó vẫn bỏ vào cho anh em. Đấy, anh em nào mà về sử dụng thì không phải lăn tan nha.
Rồi qua con D2 là một con máy cưa xích Makita. Hệ này là hệ cưa tay cụt công suất lớn nha. Công suất 33cc, nòng của nó là 38mm, giá 1.900.000. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này anh em. Đấy, thương hiệu Makita là thương hiệu hàng top đầu thị trường Nhật Bản luôn rồi. Anh em nào mà về sử dụng mà các dụng cụ tay cầm giống như kiểu là máy khoan, máy cắt, máy hàn thì có lẽ là thương hiệu này không còn xa lạ gì nữa đúng không anh em. 1.900.000 cho con này, công suất 33cc, về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại. Hoặc là anh em có nhu cầu leo trèo trên cao với tần suất nhiều anh em nha, cầm một chiếc máy cưa khỏe thì con này là đây, 1.900.000 cho con này. Lam của nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với những cái máy cưa xích điện đấy ạ. Mua bán chỗ nào cũng có, anh em không cần phải lan tan nha. Có bán mới hết, có đúng bơm xăng phụ đầy đủ này. Nhận được hàng anh em vui lòng bơm xăng lên giúp cả hàng chúng em. Đấy, con đúng bơm đây, công tác ở đây nha. Gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Rồi, kéo le ra. Rồi, giặt cho em. Cho nó nổ cái e phát như thế là được. Đóng le vào. Rồi, chốt cái ga lại. Giờ thì còn đẹp nguyên anh em nhé. Tình trạng con này thì khá đẹp luôn này anh em. Nhìn phần tem này hầu như là còn chuẩn chỉ hết anh em nha. Con này thì nó cân nặng chắc tầm khoảng 4kg. Đó, anh em nào cân nhắc, nếu mà anh em cầm một chiếc máy tay cụt to khỏe công suất lớn nha, thì con này rất là phù hợp cho anh em. Cắt khỏe lắm, thắng xích khóa xích thì còn sử dụng từ A tới Z cho anh em luôn. Qua con D3 là một con máy cưa xích hàng siêu VIP, siêu đẹp luôn anh em nha. Thương hiệu Tananka, hàng của Nhật Bản, công suất 33cc này anh em. Con này thì giá 2 triệu đồng nha, hàng đẹp 90% luôn anh em. Anh em nhìn không? Đấy, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên zin của nó luôn anh em nhá. Đó. Đây, chữ Tananka còn nguyên này. Công suất 33cc, nòng 38mm, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đủ lại. Con này thì về cho anh em phủ yếu là về sử dụng gia đình nha. Đấy, sử dụng gia đình. Mắt xích này còn cực kỳ dày dặn luôn anh em, như mới luôn anh em nhá. 2 triệu đồng cho con này, hàng dọn nổ ngon lành luôn anh em. Đây nhìn nào, dây giật này anh em, dây giật trắng phau luôn anh em nhá. Đó, thấy không? Đấy, công suất 33cc, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam. Xem nào. Như con này em quên mất chưa đủ xăng mà để nổ rồi. Hết sạch xăng mất rồi anh em ơi. Cái con này vừa nãy em bỏ ra em test nổ mà hết sạch xăng rồi. Chả có giọt xăng à. Quên mất. Nói chung con này thì em đã test nổ ngon lành hết rồi anh em nha. Rồi anh em đặt con này thì tới tay anh em là bao cho anh em nổ ngon lành, vòng tua khỏe anh em nhá. Anh em ưng thì có thể liên hệ cho cả chúng em, và anh em nào muốn nghe test nổ của con máy này thì có thể kết bạn Zalo thì em sẽ gửi video test nổ cho con này cho anh em nghe qua. Em lên video mà quên mất không đủ xăng vào. Rồi qua con D4 này. D4 là một con máy cưa Echokyorit. Echokyorit này, con này là 3.400 anh em nhá. 3.400 này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, có xả áp ở đây cho anh em này. Đấy, công suất của con này nó là 33.4cc. 33.4cc nha. Hàng này là hàng quá đẹp luôn anh em. Thấy không? Hai ốc chân lam bằng trực tiếp của khóa 10 này, ốp lam hầu như còn tem mác còn nguyên này. Lam là đầu Latin luôn anh em nha. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Sử dụng là xài xích mini, xích thì còn cực kỳ dày dặn và to bản anh em. Ôp này, nhìn đầu Latin không? Quá đẹp đúng không anh em? Đó. Con này giá 2 triệu mốt anh em nha. 2 triệu mốt cho con Echokyorit này. Hàng đẹp siêu tầm luôn anh em.
anh em muốn nhẹ nhàng thì bật cái xả áp lên này, bấm cái xả áp vào đây. Con này thì phù hợp về cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đủ lại anh em nhá. Rồi, qua con D5 là một con máy cưa xích hàng Kyorit CS3411 2.600.000. Lam con này thì cực kỳ dài nha, 45 cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Chữ còn chữ Kyorit luôn này nha. Đấy, xích là xích mini cực kỳ dày dặn và to bản nha. Bán trên thị trường quá nhiều con này, cái sợi xích này thì không phải lo. Đó, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Đây, cho anh em nhìn phần bên trong nội thất của con máy này nha. Hàng cũng siêu tầm cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Anh em nhìn thấy không? Đó, từ phần lọc gió này, bình xăng con này, nòng hơi điện này, chuẩn zin đét đẹp đấy anh em nhá. Ốc thì còn sáng phau luôn anh em, ốc trắng sáng luôn anh em nha. Con này thì có hệ thống nhún treo lò xo này, cực kỳ dày dặn, và con này thì nó cái nhún treo này cực kỳ bền nha. 2.600.000 cho con này. Con này thì công suất của con này là 34cc. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Lam mà còn chữ nguyên luôn anh em nha. Hàng siêu tầm đẹp, có núm ốc xăng phụ đầy đủ cho anh em. Đấy, con này thì về cho anh em phù hợp. Và dòng này nó là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn anh em nhá. Phụ tùng thay thế dễ dàng, mà cái dòng này nó là dòng siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, có chụp giật trợ lực lò xo cho anh em. 2.600.000 cho con này về phù hợp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đủ lại. Dây giật đây anh em nhìn không? Kéo phần dây giật thì trắng tinh luôn anh em nhá. Về sử dụng gia đình là khá là hợp lý. Lam thì dài cho anh nha. Rồi qua con D6 là một con máy cưa xích Echo Curit tiếp C. Dòng này là dòng V3200. 3201 là dòng nâng cấp của dòng 3200 anh em nhá. Nó có thêm có chữ 01 ở bên dưới này này. Đấy, còn có núm ốc xăng phụ đầy đủ cho anh em. Con này có xả áp ở đây luôn nha, xả áp giúp giật nổ cây máy nhẹ nhàng. Con này hai ốc chân lam này. Đấy. Lam là mặt cắt là làm 40 cm, phần mặt cắt là 35 cm, sử dụng là xài xích chung 91, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam. Đó, 2.700.000 cho qua con này anh em nha. Anh em nhìn thấy không? Hàng cũng cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp nha. Công suất 34cc, về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đủ lại. Con này là hệ nòng đứng luôn anh em nha, hệ máy nòng đứng này. Đó, 2.700.000 cho con này. Là một con máy Humana 141 hàng cụ Thụy Điển anh em nhá. Công suất con này nó là 40.2cc, cân nặng đầu máy không là 4.6kg này. 3.1 triệu cho con này. Con này đặc biệt là anh em đã cho anh em lên cho anh em cái lam Latin rồi. Lam Latin rồi anh em nha. Đấy, lam Latin, xích là xích mới này, lam là lam Latin. Lam này ấy là 45 cm, phần mặt cắt còn lại là 40, hay thường gọi là lam 5 tấc đấy anh em. Đấy, lam 50 đấy ạ. Nhưng mà mặt cắt con này là 40 anh em nhỉ. Mặt cắt 40, còn tổng thể độ dài là 45 cm. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Công suất khỏe, vòng tua cao. Về cho anh em sử dụng khai thác tầm trung anh em nhỉ, hoặc về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Một ngày làm 8, 9, 10 tiếng liên tục. 3.1 triệu cho con này. Hàng Humana 141 này anh em. Hàng của Thụy Điển này anh em nha, chứ không phải là Lan Tan đâu ạ. Đấy, hàng Nhật bãi. Hàng đẹp xuất sắc cho anh em luôn. Công suất đây nói rõ thông số kỹ thuật anh em nha. 40.2cc, về cho anh em sử dụng khai thác tầm trung hoặc là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp.
công tác của nó thì vào đây nha, gạt bên này là tát này, gạt qua bên này là nổ. Ok luôn anh em. Đó, 3.1 cho con Humana 141. Vâng, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa xích Estin 023 D8, giá 4.000.000 đồng. Con này là hàng Made in Germany, hàng của Đức anh em nhá. Đây, cho anh em nhìn phần bên trong này, tất cả cam kết chuẩn zin cho anh em 100%. Và bên em là chuyên sưu tầm những hàng tuyển lựa cho anh em nhá. Con này thì có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này, có xả áp ở đây này, hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 19 này. Con này thì công suất là 40cc, nòng của nó là 40mm, cho anh em về sử dụng gia đình hoặc là sử dụng khai thác tầm trung, về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nha. Hàng Estin 023, có lẽ thương hiệu này thì anh em nào mà theo dõi máy cũng như là về am hiểu về máy cưa có lẽ là không còn xa lạ vì thương hiệu này nữa rồi. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Lam của nó con này thì em sẽ đo cho anh em nha. Làm cái phần lam của con này là mặt cắt là được phần mặt cắt của con này nó là bao nhiêu? 37 phân, 38 phân phần mặt cắt anh em nha. Đấy, thấy không? 37 phân, còn tổng thể độ dài cây lam em nghĩ là tầm khoảng 40cm. Xích là sử dụng xích chung 91, xích trực chung với sản phẩm của máy cơ điện, mua bán cực kỳ nhiều và cực kỳ dễ dàng. Đấy, anh em thấy không? Con này hàng quá đẹp luôn đúng không anh em? 4.000.000 đồng cho con này nha. Hàng sưu tầm luôn đấy ạ. Thôi ra test nổ cho anh em nghe qua. Quá ok đúng không anh em? Đó, thương hiệu Estin 023 nha, hàng của Đức, Made in Germany, máy móc cam kết chuẩn zin cho anh em 100%. Và bên em thì chuyên sưu tầm những hàng đẹp cho anh em, nên là anh em không cần phải lo anh em nhé. Hàng nào cũng cực kỳ VIP và cực kỳ xuất sắc cho anh em luôn. Đó, vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em là 8 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì hãy liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng nha. Em đã để số điện thoại ở dưới màn hình rồi. Số điện thoại là 0354392929. Số đó thì em có sử dụng Zalo luôn. Anh em ưng thì có thể kết nối Zalo để đặt hàng trên Zalo cũng được. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.